Năm học 2023-2024 đánh dấu 10 năm ngành giáo dục thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là năm học bản lề hướng tới thắng lợi các mục tiêu nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ 25. Thực hiện chủ đề năm học, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy đảng, chính quyền xã, thị trấn, sự quyết tâm, trách nhiệm, đoàn kết của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên và sự cố gắng nỗ lực của học sinh, học viên, phụ huynh cùng toàn thể nhân dân. Ngành giáo dục đã vượt qua mọi khó khăn, thực hiện đổi mới theo đúng tinh thần của nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành và kết luận số 91 năm 2023 của Bộ Chính trị sau 10 năm thực hiện nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong năm học vừa qua, các quyết định của tỉnh Quảng Ninh, huyện Ba Chẽ dành cho giáo dục đào tạo tiếp tục thể hiện rõ tinh thần, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, đặc biệt quan tâm đến giáo dục vùng miền, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các nghị quyết 22, 25, 33. Theo đó, học sinh các bậc học tiếp tục được hưởng chi phí hỗ trợ học tập nghị quyết 22. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên được hưởng chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 25. Học sinh mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên được giảm học phí theo nghị quyết 33. Với tầm nhìn, tư duy đổi mới và hệ thống giải pháp đồng bộ được xác định từ thực tế, nói đi đôi với làm của các cấp, các ngành theo phương châm, nhà trường là nền tảng, thầy cô là động lực, học sinh là trung tâm. Trẻ em các bậc học mầm non, phổ thông huyện Ba Chẽ thuận lợi đến trường, học tập, thụ hưởng thành quả của sự phát triển, chăm lo toàn diện. Toàn ngành giáo dục đã hoàn thành kế hoạch năm học 2023-2024, trong đó có nhiều kết quả tốt đẹp, rất tích cực, có tác động gia tăng niềm tin, sự đồng thuận và ủng hộ của xã hội. Về cơ sở vật chất, mạng lưới giáo dục. Xác định rõ, mỗi học sinh là một cá nhân riêng biệt, có những tiềm năng riêng và cần được bồi dưỡng về mọi mặt. Trong đó, hệ thống cơ sở vật chất đóng vai trò vô cùng quan trọng để thực hiện đổi mới giáo dục. Năm học 2023-2024, huyện Ba Chẽ đã quyết tâm cao trong việc chỉ đạo và thực hiện hiệu quả kịp thời các nguồn vốn đầu tư của tỉnh, huyện, xây dựng và sửa chữa công trình lớp học, trang sắm thiết bị giáo dục. Tại các trường học, phong trào thi đua chỉnh trang trường lớp, xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp đã trở thành hoạt động thường xuyên. Mỗi thầy cô giáo là một người thợ lành nghề. Rời tay phấn, thầy cô lại cùng nhau lát từng viên gạch hồng, sơn sửa bàn học, giường nằm cho các em, trang trí thiết kế cho ngôi nhà thứ hai thêm nhiều màu sắc, xanh mát như một pho sách sống động về cuộc sống để học sinh hòa mình trong thiên nhiên, trải nghiệm và học tập. Toàn huyện có 21 trên 21 trường đạt chuẩn quốc gia, là một trong 4 địa phương đạt tỷ lệ trường chuẩn 100%. Trong đó có 4 trường đạt mức độ 2, đây chính là điều kiện để công tác triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 được thực hiện cơ bản kịp thời, đúng chỉ đạo, phù hợp với tinh thần thực tiễn của huyện. 2. Về phát triển đội ngũ. Xác định, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Thầy cô là những người thực thi trực tiếp những nhiệm vụ, các kế hoạch, quyết định chất lượng giáo dục đào tạo của một nhà trường. Thực hiện phương châm, không có giáo viên tốt thì không có nhà trường tốt, không có giáo dục tốt thì không có chất lượng cao. Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng văn hóa, kỷ luật, kỷ cương nhà giáo được huyện chỉ đạo ngành giáo dục chú trọng thực hiện. Năm 2023, đã có 22 cán bộ, giáo viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục. 64 giáo viên các bậc học đã và đang học nâng chuẩn đại học. Phấn đấu lộ trình đến năm 2025, toàn huyện đạt 100% giáo viên hoàn thành học nâng chuẩn theo luật giáo dục mới. 100% cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy. Một trong những điểm mới trong công tác tập huấn và bồi dưỡng chuyên môn giáo viên là việc tăng cường khả năng tự đào tạo, tự bồi dưỡng, tự học của giáo viên.
có sự chỉ đạo toàn diện và chuẩn bị kỹ lưỡng, Ba Chẽ đã thực hiện hiệu quả hơn chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Là cấp học nhỏ nhất, mầm non có vai trò quan trọng, nền tảng đầu tiên trong hệ thống giáo dục. Đây là giai đoạn vàng cho sự chăm sóc phát triển toàn diện cho trẻ. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên của 7 trường mầm non đã luôn rèn luyện, hành động xứng đáng với danh hiệu người mẹ hiền thứ hai của trẻ. Tỉ mỉ, yêu thương, kiên trì, chăm lo cho những búp non ở vùng cao ngày càng được đầy đủ hơn về dinh dưỡng, phát triển cả về ngôn ngữ, thể chất và tư duy. Đến với trường mầm non, trẻ được sống trong một không gian rực rỡ sắc màu cổ tích và hiện đại, được kiến tạo nên bởi tình yêu thương, sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo, cần cù, không quản nắng mưa của các cô. Mỗi góc lớp, khu vườn, hàng cây, viên đá trở thành bài học đầy sáng tạo và hấp dẫn, giúp trẻ biết yêu, khám phá và không ngừng trải nghiệm. Nhằm giáo dục đời sống tinh thần và trang bị kỹ năng sống cho trẻ, các trường đã đưa nhiều phương pháp giáo dục hiện đại vào trong hoạt động chăm sóc, dạy và học. Năm 2023-2024 là quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, chuẩn bị hoàn thành chu kỳ với các lớp cuối cùng của các cấp học. Dù vẫn còn khó khăn, nhưng huyện Ba Chẽ đã dành nhiều sự quan tâm đầu tư và ưu tiên cho triển khai đổi mới. Với phương châm, đầu tư quan tâm dành cho giáo dục đúng thời điểm, hiệu quả sẽ lớn hơn, ý nghĩa sẽ cao hơn. Xác định bậc tiểu học là khởi đầu của giáo dục phổ thông, là nền tảng cho ngôi nhà kiến thức, giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản. Năm học vừa qua, tuy thiếu về đội ngũ giáo viên, nhưng với sự sắp xếp khoa học, động viên được tinh thần và quyết tâm của các thầy cô, với phương châm một người làm việc bằng hai, hoạt động giảng dạy của các trường đã không ngừng đổi mới, chất lượng giáo dục của bậc tiểu học được nâng lên từng bước và ổn định. Các trường đã chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục tại nhà trường, tích cực tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018, giáo dục địa phương. Đưa hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy, xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học. Ứng dụng mô hình STEM vào chương trình giảng dạy thông qua các hoạt động ngoài trời. Tổ chức các chuyên đề, ngày hội STEM với nhiều trải nghiệm thú vị, phù hợp và hiệu quả. Xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt cho học sinh qua các hoạt động dạy học tiếng Việt trong các môn học và hoạt động giáo dục. Tổ chức sinh động và hiệu quả các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hình thành cho học sinh kỹ năng, tình cảm, thẩm mỹ, thói quen và tâm lý tích cực. Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, đây là hai cấp học đặc thù còn nhiều khó khăn trong dạy và học của huyện. Để duy trì ổn định sĩ số, tăng tỷ lệ chuyên cần và đảm bảo chất lượng, huyện đã chỉ đạo ngành giáo dục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phát huy tính chủ động, linh hoạt của mỗi nhà trường và năng lực chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Một số trường khối xã đã có chuyển biến sâu và đột phá về chất lượng. Công tác giáo dục đạo đức học sinh, rèn luyện và tăng cường kỹ năng sống được chú trọng đổi mới và nâng cao. Chất lượng giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc, quản lý học sinh dân tộc thiểu số trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú được nâng lên rõ rệt. Thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả nhằm huy động, giữ vững số lượng học sinh, giảm thiểu số học sinh bỏ học giữa chừng, tiếp tục thực hiện sáng tạo các hoạt động phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023 được huyện quan tâm đặc biệt về mọi mặt, triển khai đồng bộ, kịp thời các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ sớm. Quá trình từ ôn thi, chuẩn bị cơ sở vật chất và triển khai thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, tuyệt đối. 3. Đổi mới, quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, các cuộc thi, hội thi. Công tác bồi dưỡng, ôn luyện được triển khai từ rất sớm. Với sự nỗ lực và nhiệt tình, bền bỉ của các thầy cô giáo, các cuộc thi của huyện tiếp tục có thêm những thành tích mới, lan tỏa phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các nhà trường. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 đạt 18 giải, tăng 5 giải, tăng thêm 3 giải nhì. Cấp trung học phổ thông đạt 10 giải. Tại hội thi tiếng Anh cấp trung học cơ sở của tỉnh, đội thi trường phổ thông dân tộc nội trú Ba Chẽ đã giành giải nhất toàn đoàn.
tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, y tế trường học, đảm bảo an toàn trường học. Xây dựng tập thể nhà trường, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực sự gương mẫu, là tấm gương cho học sinh, học viên noi theo, lan tỏa mô hình, điển hình tiêu biểu về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, thực hiện tốt phương châm, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, thông qua việc đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương nhà giáo, học sinh tiêu biểu trong giảng dạy, học tập, rèn luyện và có các hành động cao đẹp. Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục thể chất, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức phong phú và thu hút, tăng cường cho học sinh thể lực và tinh thần, trái tim khỏe mạnh. Nổi bật là kết quả của Hội Khỏe Phù Đồng lần thứ 11 được luyện tập và tổ chức quy mô cấp huyện, giành nhiều giải tại Hội Khỏe của tỉnh, vượt trội so với những năm học trước. Học sinh các bậc học được học tập, thực hành các kỹ năng ứng phó với tình huống nguy hiểm, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Làm tốt công tác y tế, không để xảy ra dịch bệnh trong trường học, tổ chức bữa ăn bán trú đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm tại mỗi cấp học, thực hiện phong phú chương trình truyền thông, thực hành kỹ năng cho giáo viên, học sinh về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững trường học sạch ma túy. Đối với công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ, năm 2024, toàn huyện đã mở 13 lớp xóa mù chữ, 2 lớp bổ túc chương trình lớp 8, lớp 9. Tại nhiều xã, các lớp xóa mù buổi tối được nhân dân hưởng ứng tích cực, là điểm sáng thúc đẩy, lan tỏa phong trào xã hội học tập trong toàn dân. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị và xã hội hóa giáo dục. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và phụ huynh học sinh về công tác giáo dục đã và đang có những chuyển biến tích cực. Sự phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng xã hội, đặc biệt là sự tham gia tích cực của phụ huynh học sinh, của các cấp chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh và hỗ trợ các hoạt động học tập của học sinh đã góp phần cải thiện chất lượng dạy học, giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2023-2024 đã khép lại với nhiều thuận lợi và cả khó khăn thách thức. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của huyện ủy, sự điều hành cụ thể, kỹ lưỡng và thận trọng của Ủy ban Nhân dân huyện, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể xã hội, công tác giáo dục và đào tạo huyện Ba Chẽ đã có thêm nhiều khởi sắc. Những dấu ấn và kết quả ấy là cơ sở và động lực để toàn ngành bước vào năm học mới 2024-2025 với nhiều kế hoạch nhiệm vụ mới. Dù cuộc sống của không ít cán bộ, giáo viên, nhân viên còn nhiều khó khăn, vất vả, áp lực và đòi hỏi đối với giáo dục ngày càng cao, nhưng chúng ta tự hào khẳng định, đội ngũ nhà giáo nói riêng và người làm công tác giáo dục của huyện Ba Chẽ nói chung, trong thách thức và yêu cầu mới ngày càng rèn luyện trong sáng hơn, có đạo đức tốt hơn, có ý thức với nghề, có tâm hồn với trẻ, đủ năng lực, đủ tư cách làm tròn sứ mệnh của mình, mạnh mẽ vượt qua khó khăn, không ngừng vun đắp cho sự nghiệp chồng người của huyện vùng cao thân yêu. Một năm học mới chuẩn bị bắt đầu, huyện Ba Chẽ tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Quảng Ninh về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Hành trình 10 năm đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo của Ba Chẽ đã cho thấy sự bền bỉ, nỗ lực, quyết tâm của toàn ngành, sự đồng hành vào cuộc, sự chia sẻ thấu hiểu của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội với sự nghiệp giáo dục. Với nội lực và ngoại lực như vậy, huyện Ba Chẽ tin tưởng và mong đợi ngành giáo dục tự tin bước vào năm học mới, bước vào hành trình mới, tiếp tục đổi mới để gặt hái những thành quả mới, hoàn thành sứ mệnh chồng người vẻ vang.